là hình bóng của chúng tôi một thời thanh xuân đầy nhớ. Các bạn ơi, các bạn có nhớ tên các anh chị không ạ? Các bạn có nhớ tên các anh chị của mình nhiều không? Rồi, đó là những hành trang của chúng tôi dành cho các bạn. Các bạn có thể đi qua cái cổng đó rồi đứng đằng xa nhìn hết bạn bè mình, giống như là tranh thủ những thời gian cuối cùng các bạn có thể gặp anh chị. Các bạn có biết là ngay ngày hôm nay nhiều khi chúng ta không có duyên gặp lại bất kỳ anh chị nào nữa, vì chúng ta còn nhiều công việc, chúng ta buồn bề lo toan cho cuộc sống. Nên nếu gặp nhau là cái duyên, và cái duyên đó chúng ta hãy giữ cho nhau thật chặt. Hãy đi và nhìn đi, nhìn thật kỹ các anh chị của mình. Dù không phải là gia đình mình, nhưng họ đã góp công lo lắng cho mình từng giây từng phút. Dù họ không phải là ba mẹ ruột của mình, nhưng họ đã chăm sóc mình như con của họ. Các bạn có biết những đêm các bạn không ngủ là những đêm chúng tôi trằn trọc? Các bạn có biết những đêm các bạn thức trễ là những đêm của chúng tôi thức sâu đêm? Những khi các bạn đói, dạ dày chúng tôi cũng đang lên từng cơn. Những khi các bạn vui cười là những giọt nước mắt chúng tôi biết chúng tôi chuẩn bị xa các bạn rồi. 3 ngày, 4 ngày ngắn ngủi thôi, nó chỉ có 4 ngày rồi chúng tôi trở về với cuộc sống lo toan của chúng tôi. Chúng tôi biết nhiều khi thì các bạn không còn nhớ chúng tôi nữa đâu, nhưng những gương mặt trong gia đình của các bạn sẽ luôn in dấu cho chúng tôi. 40 con người, 50 con người một gia đình, chúng tôi nhớ hết tên của các bạn, nhớ hết tính xấu của các bạn, dù các bạn có quậy đến cỡ nào đi chăng nữa. Có những bạn rất quậy cơ, chọc cái anh chị tới khóc luôn. Nhưng mà chúng tôi hiểu cái khóc đó là cái dành cho các bạn nhiều tình thương và tình yêu. Các bạn thấy đó, 30 con người của chúng tôi nhìn sơ tuy mạnh mẽ, nhưng trong lòng họ luôn yếu ớt. Họ thấy các bạn, họ nhìn lại chính họ, họ mong ước sẽ ở chung được với các bạn nhiều thời gian hơn. Nhưng rồi, cuộc chia tay nào cũng tới. Có khởi đầu, ác sẽ có kết thúc. Nhưng chúng tôi không nghĩ thời gian lại nhanh như vậy. Nhớ ngày nào mới khai mạc, chưa biết được người nào, nhưng dần dần tình cảm đã nảy sinh. Nó chỉ là những gợn sóng nhỏ nhoi trong cuộc đời của chúng tôi, nhưng chúng tôi biết những tình cảm đó sẽ đi theo chúng tôi nhiều lắm. Có thể năm sau các bạn không gặp được chúng tôi, có thể năm kế tiếp nữa chúng tôi cũng không gặp nhau, nhưng biết đâu đó trên đường đời nhiều trong gai, chúng tôi vẫn sẽ gặp được bạn. Các bạn suy nghĩ đi, nó nhỏ lắm, những hình ảnh của chúng tôi nhỏ nhắn trong các bạn, rồi các bạn còn nhiều thứ để lo hơn. Nào là cuộc chơi, nào là chuyện ăn chuyện học, nào là mai mốt chúng ta sẽ thành người như thế nào. Nhưng xin các bạn đừng có quên chúng tôi, dù chỉ duy nhất chúng tôi gặp các bạn một lần, nhưng những tình cảm chúng tôi dành cho các bạn là thật sự chân thật. Nó chân thật tới mức chúng tôi nhìn thấy các bạn sau nhiều ngày, nhiều năm tháng nữa, chúng tôi có thể nhắc đến từng người trong tên các bạn. Các anh chị gia đình trưởng sẽ nhớ các bạn nhiều lắm. Nhìn các bạn, chúng tôi vẫn không ngừng rơi nước mắt. Nước mắt của sự sung sướng, nước mắt của sự đợi chờ, nước mắt của tương lai, nước mắt của hy vọng. Hy vọng các bạn trong tương lai sẽ thấy chúng tôi ở một đâu đó trên cung đường đời của các bạn. Hy vọng
các bạn nhớ những hình ảnh nhỏ nhoi của chúng tôi và đặt cho chúng tôi một chỗ nhỏ thôi trong tim, trong trí của các bạn. Hãy chờ đi, chờ những cho bạn bè mình qua hết con đường đưa tiễn, rồi chúng ta hãy cùng nắm chặt tên của một người, cùng hô to tên họ để họ quay vòng về với gia đình của chúng ta. Chứ đừng bỏ đi, vì giây phút chia tay nó ngắn ngủi lắm. Các bạn chỉ cần về khỏi dạng đường này thôi, là có khi các bạn sẽ không gặp được anh chị nhiều khi cả cuộc đời về sau. Họ cũng chỉ là dấu chân. Chỉ còn ít bạn nữa thôi là cánh cổng của sự đưa tiễn đã khép lại rồi. Chúng tôi, những tình nguyện viên, những anh chị trợ lý của họ từ Sài Gòn xuống luôn nhớ các bạn. Hãy đi và nhìn họ thật kỹ. Tôi nhìn phía sau chỉ còn 30 người nữa thôi. Khi các bạn bước hết con đường này, 30 người này giống như những thời gian đếm ngược. Chỉ còn 10 người nữa thôi. Còn chỉ còn 5 người nữa thôi. Nó nhẹ nhàng bước qua chúng tôi, nhưng mà những mặt kỷ niệm, những mặt kỷ niệm khó quên. Chúng tôi nhận thấy các bạn qua cánh cổng của sự đưa tiễn, đó là sự tiếc nuối. Tại sao chúng ta không gặp được nhiều hơn? Đó là sự kỷ niệm, đó là sự sẻ chia. Tôi đến thật kỹ, chỉ còn ít người nữa thôi. Mỗi người qua đi là một lần khiến chúng tôi đau lắm. Các bạn, những hình ảnh của các bạn đã ghim vào trong tim của chúng tôi nhiều lắm rồi. 40, 50 người chúng tôi nhận lãnh ở những ngày đầu, giờ đây đã chia tay. Tôi đã thấy nhiều bạn ở đằng xa và nhiều nụ cười cũng như tiếng khóc của các bạn. Hãy chờ đó những anh chị mình, chỉ còn vài người nữa thôi là các bạn có thể ôm họ tất cả, những cái ôm lần cuối, những cái ôm trước giờ chia tay. Các bạn hãy chuẩn bị yêu tên to thì to tên của những anh chị mình đi. Gia đình số 2 ơi, gia đình số 2 đâu rồi? Tên của những anh chị đến gia đình số 2 là gì? Gia đình số 3 ơi, các anh chị gia đình số 3 đang chờ đón các bạn những vòng tay ơi. Gia đình của anh Phong ơi, anh Phong đang chờ các bạn. Con chân chờ gì mà đứng? Hãy ôm chặt lấy họ, dù bất kỳ anh chị nào, họ là những người đã lo lắng
cho các bạn. Hãy ôm họ thật chặt, chặt hơn nữa từ những giây phút chia tay. Níu giữ nó như những từng giây từng phút. 30 con người này có thể sẽ không gặp các bạn ở những kỳ có tôi thì sao? Luôn mong muốn sẽ trở về với nơi đất mũi gặp các bạn. Hãy ôm họ thật nhiều, dành cho họ nhiều tình yêu thương và dành cho họ nhiều phút giây nếu lấy kỷ niệm.